chạm gần chân. Gọi điện cho cô Tám nó đâu rồi? À, thấy rồi. Hôm nay là 14 tháng Giêng đi chùa Bà. Chùa Bà ở Châu Đốc 14 còn ít nè, ngày mai rằm mới là đông nghẹt luôn, không có đường vô luôn á. Phải đi bộ với xe không chạy tới, đi trước ngày xe vô nhiều. Đời ngồi 20 năm mới dạ, thu hoạch được. Mà cây mình đánh thuốc nốt nhớ anh. Tới 20 năm mới được. Nó thuốc nốt nè, ánh cây hàng này đẹp ghê nè. Nè nè. Xong rồi đại dương ơi. Đi quay. Đi quay.
người trồng cây đó để người ta trồng cái cây gì á, cây cánh xe hay là cây văn hương gì ta đốt bán cả trăm năm còn có tiền cây này đi thu hoạch mệt chứ quay dễ ăn. Ồ, đẹp ghê anh, đừng cắt gốc mà đó. À, mình ghé ở đây hôm nay được thiệp mười để đi dự đám cưới ở Châu Đốc nè. Đây là rạp chuẩn bị, hôm nay là Đức Dâu, hôm nay là rằm tháng giêng ra Đức Dâu về. Bên đây là đãi khách. Chuẩn bị chờ đãi khách nha. Tranh thủ thời gian ngày dắt bé con đi mua nón nha. Màu vàng đó. Trời ơi, bé lớn mà. Dép màu vàng, áo vàng đó. Áo vàng. Áo vàng. Nó nói là nó bằng áo màu vàng nên lấy màu vàng. Nón không? Nón có được á. Vậy, hỏi hỏi có đẹp trai không? Hỏi, nói đi. Nói con đẹp trai không? Nói rõ bà Út mới nghe. Đâu đứng ngay ngắn bà Út mới coi coi đẹp không? Đâu giơ tay. Ồ, đẹp quá. Đẹp. Ừ, đang chụp đó. Rồi. Người mẫu này đẹp quá. Cười cái gì người mẫu? Ừ. Rồi rồi. Ồ, đẹp quá. Cần ké. Rồi, được rồi, được rồi. Thank you.
chuẩn bị món ăn để đãi khách. Chụp ảnh lưu niệm với cô dâu chú rể, bắt đầu mình về nha. Hôm qua 14 đi ít nè, hôm nay 15 nè, rầm nghẹt cứng luôn, xe chạy vô không được luôn. Khách thập phương quá trời, nghẹt cứng luôn nè, trời ơi.